Xin chào các bác, em là Tôn Bắc Cạn. Hôm nay thì soát qua lại ít hàng để em hôm nay em vừa dọn vườn cái khu vườn ngoài kia để chứa mặc xuân. Em chỗ trồng của em bây giờ nó lại chật quá rồi. Em lại thanh lý một số. Em thanh lý cái lữ hoàng tuyết này. Đây các bác này. Các bác có thể nhìn thấy là một số nó đã bị gãy. Và một số cái nó rất là xấu, nó bé. Đây. Cái này các bác thực ra chỉ có thể làm giống được thôi. Sang năm thì có thể một thân này nó cũng sẽ ra hoa và cũng có thể nó sẽ không có hoa. Đấy, nên là em vườn em chật rồi, những cây nó xấu bé bé này thì em tiến hành là thanh lý cho các bác giá rẻ để các bác có thể có được giống. Đây, những cái này nó cụt ngọn này, những cái này là do quá trình vận chuyển nó sẽ bị cụt. Em thanh lý giá 100.000 một chậu như này để cho các bác có thể làm giống. Sang năm nó sẽ đẻ khỏe hơn và nếu cũng may mắn có một số cái nó ra hoa thì càng tốt. Đây là cái dòng phi điệp trắng lai với chùm trắng và đã có mặt hoa. Hoa nó trắng trắng như tuyết luôn. Bắt đầu là đây là cái phần gốc kia. Đây. Ươm bằng có đúng một mắt và nuôi 51 này, 52. Nuôi được 35 thì được như này. Các bác mua hàng thành lưu em như này thì nó thứ nhất nó rẻ. Thứ hai là nó sẽ có thể các bác sẽ mất thời gian chăm một tí nhưng mà chơi lan mà. Chơi lan thì để mà chăm lan ấy thì càng bé thì người ta chăm người ta càng thấy vui. Tự tay mình nuôi từ những cây bé đến lúc lớn trổ hoa xong rồi mình ngắm. Đây, những cái này nó xấu rồi thì em thanh lý 100 một chậu. Có một số nhiều cái thanh lý lắm. Đây, những cái chùm rồng đỏ cụt nhiều cái, thực ra những cái hàng lỗi em nó đâu không để ý đâu. Đây có những có một cái cành phi điệp lá mít này, có duy nhất cành này em thanh lý 100. À đâu, có hai cành. Đấy, cái thằng đây có một cái thằng lá mít với thằng chùm rồng đỏ một thân, em thanh lý là 200 hai cây này, em sẽ để riêng ra. Đấy, còn nữ hoàng tuyết là thanh lý 100. Đấy, còn một số cái bây giờ giả pháp này. Đây, giả pháp nó cũng rụng hết lá rồi, em thanh lý là 80.000 một cốc này. Hoa hồng đỏ em thanh lý 80.000. đây giả hoa hồng đỏ cũng thanh lý là đồng giá 80.000. Pháp mấy hoa hồng đỏ, cái ô lô này bé bé xấu xấu này thì em cũng thanh lý là 80.000. Đấy, hôm nay em thanh lý khá nhiều mặt hàng. Cái ô lô cái Asa này thì em không thanh lý vì cái Asa này nó đẹp, nó đẹp còn hơn cả Hawaii, nó tím đậm hơn đấy, nên là em không thanh lý, em vẫn bán là 150. Còn cái Ken Barbie này thì cũng là vẫn 120, em không thanh lý. Hôm nay em chỉ thanh lý nữ hoàng tuyết này, Ono giả Ono này, giả pháp và hoa hồng đỏ. Olo pháp hoa hồng đỏ là 80.000. Còn nữ hoàng tuyết này bán 100. Còn cái 5 cánh trắng họng hồng này hàng giống này, thôi em tính 70.000 thôi để các bác có thể làm giống. Các bác sẽ chăm một năm sau thì nó sẽ dài được như thế này. Đây, còn họng hồng thì em không thanh lý bởi vì hàng này nói thực ra thì không bán được thì em lại nhân giống. Em nhân giống thì lại bán. Thực ra thì càng nhiều càng tốt. Hồng hồng thì em vẫn bán là 150. Còn chùm rồng đỏ hàng đẹp như này em không thanh lý vì thực ra mục đích của chính của em là làm kỳ là chủ yếu, cho nên là cũng vẫn bán là 200. Đấy. Có một số mặt hàng em còn đen rô xuân này thì 160. Đen rô xuân này có thể mùa xuân em mới thanh lý được, còn tầm này thì em không thanh lý. Mùa xuân bắt đầu là các bác lấy về làm giống, còn mùa này thì lấy về chơi hoa. Thực ra cũng sẽ có nhiều người thanh lý thôi, nhưng mà sang xuân quá. Đấy, đen rô xuân này em vẫn bán là 150, 160.000 một chậu. Đây, chậu đẹp như này 160.000. Đấy, mấy mặt hàng này hôm nay rảnh em dọn vườn. Đây, cái địa lan em về nhiều. Địa lan này sang xuân, địa lan tầm này thì em lại bán rẻ, nhưng sang xuân em lại bán đắt. Đây, hôm nay em thanh lý nguyên một sạp này là em dọn những cây rau hạt về cái vườn chính của em trồng. Đây, điện lan thanh ngọc đây, em sẽ xếp đẹp đẹp ra như này. Cái chậu này 9 thân này, 96, 54, 504 này. Đấy. Còn phi điệp Lào em vẫn bán là 100 một chậu. Đấy. Kiếm xích ngọc đây, hôm nay em trồng hết xích ngọc. Có rộng chỗ phát là trồng được nhiều cây ngay. Đấy, nhà nó chỉ có tổng cộng nó khoảng, cái giá này em chỉ tổng cộng có khoảng 10 giá này. 10 giá này thì không chứa được nhiều, đấy, mỗi giá một hàng. Đây, xích ngọc đây. Xích ngọc lên chậu rồi, em trồng xích ngọc thì nó rất là ưa ẩm,
Em trộn thêm bột dừa và thêm giá thể vỏ thông với than củi dấn vụn. Đây, cần hoa nó cũng rất là dài. Hôm qua là do là cái này là điều kiện vận chuyển về thì nó chữ này thôi. Đấy, sang năm nó sẽ đẻ. Và nếu các bác mua thân từng thân, em sẽ có thể em tách thân này cho các bác. Còn một chậu xích ngọc như này thì em bán là 500.000. 500.000 một chậu. Đây, có những cái là đang mới nhú ngầm hoa. À, đẻ thì bây giờ nó chưa đẻ. Thường thường là cái xích ngọc này em nhớ là tháng giêng bắt đầu em thấy nó bắt đầu đẻ. Đây, xích ngọc trắng đấy. Đấy, em trồng vào thành một ô như này. Còn phi điệp trắng đài. Phi điệp trắng đài em bán là 130. À, có mấy cái nghệ tâm đột biến này. Nghệ tâm lá kẻ em thanh lý 100 một khóm này. Đây, lá của nó đẹp hơn lá bình thường nhiều lắm. Các bác có thể chơi được cả hoa cả lá. Và hoa nó cũng đặc biệt là hoa đỏ đậm hơn là những cái cây nghệ tâm bình thường. Đấy, 100 một khóm các bác nhé. Đấy, thanh lý cả nghệ tâm. Bên này là đuôi cáo thì vẫn 150 một cân. Đuôi cáo và đùi gà là 150, còn cẩm báo là 180. Đây, đuôi cáo đây. Đùi gà, cẩm báo. Bên này là vàng cánh bầu, em bán là 400 một chậu. Một mẹ một con. Còn kiếm vàng thong dài em bán là 500 một thân. Còn kiếm vàng cánh bầu một thân thì em bán là 300. Đấy, kiếm em trồng, kiếm thì dễ trồng. Đây, cái số 1, số 2, số 1 của em nó đẻ này. Cái này là do nó đẻ, là nguyên nhân là do nó bị gãy cái thân. Đúng rồi, thời điểm mùa hè nó bị thối nhũn đấy. Thối nhũn thế là thối cái này thì nó đẻ ra hai con. Kiếm số 1 300 và kiếm số 3 em cũng bán là 300. 300 một chậu kiếm đây, một chậu kiếm số 3 nó như này. Sang năm nó đẻ ra tầm 3 4 thân. Nó các bác trồng kiếm các bác hãy lên trồng bằng những cái chậu to, ít nhất là chậu phi 23. Vì sức đẻ của nó ghê gớm quá và cái nó ăn rất là dã man. Đấy. Đây là những cái cây họng hồng mà em trồng này. Những cây mà em đang bán 70.000 em trồng nó lên như này các bác này. Nhìn chất không? Đấy. Còn bên này mấy cái đồ trầm Lecto này thì cứ 20.000 một khóm. Đây. Cứ 20.000 một khóm thôi các bác. 20.000 một khóm nhiều lắm. Còn tiểu hồ điệp rừng thì em bán là thanh lý 100.000 là được 50 cây tiểu hồ điệp nhé. Em sẽ nhổ cây gửi các bác. Đây, một chậu như này trồng như này có 2 4 5 cây thôi. Đấy, thanh lý ví dụ các bác lấy 100 cây thì chắc là 200 cây là chắc hết chỗ này, nó không có nhiều. Tiểu hồ điệp rừng em từ ngày em trồng cái loại này hoa chơi quá nhắm. Đây các bác. Đây, đây thì bọn này bắt đầu đang nụ này, bọn này cũng đang nụ này. Hoa nó bé nhưng thực sự là rất là ấn tượng. Đấy, tiểu hồ điệp rừng. Hoàng kim bảo thì vẫn là 200 một chậu nhá, chậu to vậy vã luôn. Đây, hoàng kim bảo, một trong những dòng địa lan thân nó ngắn hơn thanh ngọc đây. Đặt hai chậu vào nhau thì các bác cứ để ý là hoàng kim bảo luôn luôn ngắn hơn thanh ngọc. Dáng nó gọn gàng hơn. Giá nó thì rẻ đây. Chậu này 3 ngồng hoa này, 4 ngồng này, có 200.000. Các bác về cứ chơi hoa thoải mái đi, sang xuân hãy bỏ cái bầu đen này ra nhé. Sang xuân mình bỏ ra, không có đâu mình trồng làm giống thì nó đẹp. Rồi tầm này nó cũng, tầm này nếu mà nói về địa lan nó đang là thời điểm nghỉ ngơi của nó rồi. Nó chỉ tích thường thường là ở trong cái củ của những cây địa lan hoặc là củ của kiếm ấy, nó chất dinh dưỡng từ lá nó sẽ dồn xuống củ và nó sẽ nuôi hoa. Sau khi nuôi hoa xong bắt đầu nó mới cái bản năng sinh tồn nó mới giúp nó sẽ đẻ con. Địa lan Mạc Xuân đang lụ thì 80.000 cân, bao nhiêu cũng có. Mai em nhổ vườn ra toàn hàng lụ thôi. Có một chậu 6 mắt Thái Bình này thì em bán là 2,5 triệu. 2 kỳ. 2,5 triệu. Đấy, mắt nai của em này. Mắt nai 2,5 triệu của em này. Đấy. Còn Denso Mini em vẫn bán là 20.000 một chậu. Di Linh Xuân thì em vẫn bán 200. Di Linh Xuân nhìn thân nó buồn cười lắm. Lá của nó các bác tưởng tượng xem. Đấy, có loại phi điệp thì lá nó chỉ ngắn được là chưa đến 2 đốt ngón tay, 2 đốt ngón tay. Địa lan Trần Mộng thì vẫn 100 một cân. Trần Mộng này thì đang lụ nhưng mà các bác phải tưới nước nhiều mùa này nhá. Nếu mà tưới ít thì nụ nó vàng đấy. Nó thiếu nước mà. Loại này uống nước khiếp lắm. Đấy, cơ bản em này chỉ có thế. Tổ quạ này. Tổ quạ vừa em khai thác về đây. Hôm nay vừa lấy về được 15.000 một cây. Đấy. Các bác tranh thủ ghép thân thòng phi điệp thì mùa này ghép là ok. Kiếm
Rồi, cảm ơn các bác.